chán nướng nha các bạn nha. Đó, cực kỳ ngon luôn. Cá to. Còn 2 cân. Có nhiệm vụ là trông coi con cá này thân lừng nha các bạn nhé, rất là thơm luôn, thơm ngon dưỡng luôn. Địa chỉ đây là đường mới nha các bạn nhé. Đó, rất là thơm ngon. Đây là cá suối, một con cá chết đang nướng ớt nha các bạn nhé. Đây là cá này. Bé ơi. Này. Bé. Sơn ơi. Ui ui. Ui. Sơn ơi, Sơn, chú yêu một cái nào. Cá cực kỳ thơm luôn các bạn nhé. Rất là ngon luôn, ớt này, ớt rất là thơm. Đây là cu. Đẹp trai lắm. Bốc nhiều nát sung nha, chính là nát sung nó chủ yếu. Rất là ngon. Con cá này to gần bằng cái mần à. Mần. Này bốc mất rồi ông này con này. Đấy. Anh ấy rồi, ông có cho hạt tiêu đâu, hạt tiêu ông cho cả hạt cái hạt bốc ra. Cái này không có. Có ít thôi. Đây kìa. Kinh ghê nhỉ. Đây đây. Đây ông này. Này. Quay. Ok quay. Bọn anh thông cảm nhé. Chúng em là thanh niên giờ chán đời. Năm món đi không? Hết nào được. Mấy cái giấy chính đi ăn. Nhìn rồi. Đoán được đi. Chưa bao quát được. Thì lấy cái đấy. Em nghĩ con em gọi gì à? To nha. Thường là rửa tét. Rửa tét mới. Nào có một cái tét nữa. Ông thay luôn ngay sau à? Bây giờ lạp lên được mấy đến hôm nay mới hoàn thiện hết. Đấy hình như là cái đế cái đáy ông nó hỏng. Đúng không? Cái đáy đáy bể. Đáy bể nó nứt từ đáy nó mới ngấm ra giáo được, nó chảy xuống cái nấm trong tường. Cả cái bức trên sơ thôi đóng vẫn cứ ngấm mà chắc là trước tao tưởng nó mưa thôi, hóa ra không phải. Mà quái lạ mưa đi đấy thì phải. Bức trên trên về Hà Nội. Chưa làm chưa? Ôi thôi cái này vứt đi nha. Vứt đi cái chuồng mèo. Ăn thôi chứ là ăn, quay cái chứ là. Ôi, chỉ cần điện thoại đi. Ăn ngon ngon. Ai nghỉ điện thoại, phạt chết. Bê cái đĩa cá lên, thật này. Ê. Ê, ngay. Đấy.